Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay thì mình có một chiếc đồng hồ rất là đặc biệt ở đây muốn giới thiệu đến anh em. Đó là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Omega và chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ limited, dĩ nhiên rồi, nó đặc biệt thì nó phải limited. Và các bạn có thể thấy ở đây là cái hộp của nó ở ngoài cũng là rất là đặc biệt rồi. Đây là một chiếc đồng hồ được Omega sản xuất để kỷ niệm cái Olympic Bắc Kinh 2008, và các bạn có thể thấy biểu tượng của Olympic Bắc Kinh ở đây 2008, và Omega là đơn vị gọi là Official Timekeeper đó. Và những cái chi tiết limited các bạn có thể thấy rất là rõ ở đây. Đấy, ở đây có ghi rõ limited edition 88 timepiece này, chỉ có 88 cái. Và dòng sản phẩm này thì có một cái câu chuyện rất là hay về thiết kế, thì nó lấy cảm hứng từ thiết kế của chiếc Omega 1956. Đó cũng là một chiếc Omega mà được làm cho cái Olympic tại Melbourne ở Úc. Và cái thiết kế ở trên chiếc này thì nó đã được làm mới lại và sử dụng cái bộ máy đề mới. Và trong 17 ngày diễn ra cái Olympic này thì mỗi ngày Omega bán ra 88 chiếc, và nó sẽ có cái mã đuôi khác nhau. Mã đuôi của nó thì sẽ bắt đầu từ 008 cho đến 024 các bạn nhé. Đó, tuy nhiên cái mã đuôi là 009, 009 này thì được tìm rất là nhiều, bởi vì cái mã đuôi này nó có cái mã đuôi rất là đẹp, và cái mã đuôi này được bán ra vào ngày thứ hai. Và như các bạn thấy ở đây là nó là ghi là ngày bán là 12 tháng 8 năm 2008, còn ngày bán ở ngoài này thì ngày in trên cái phiếu này là 11 tháng 8 đó. Còn thẻ này thì khi nào thực sự đến tay người tiêu dùng thì người ta sẽ ghi vào. Và chiếc này chỉ được bán ra duy nhất tại một ngày đó thôi, và nó đã bán hoàn toàn hết rồi. Và chiếc của mình đang có ở đây thì sẽ có số thứ tự là 52/88 đó. Serial number cũng rất là đẹp, với đuôi là 6298 các bạn nhé. Đó, thì chiếc này thì anh em mua thì bên mình sẽ bảo hành riêng cho anh em là 3 năm. Và đây là một chiếc đồng hồ Omega sử dụng bộ thân được làm từ vàng khối, và nó sẽ có những cái thiết kế đặc biệt dẫn đến cái Olympic Bắc Kinh 2008. Mình sẽ cùng lên tay chiếc này. Đầu tiên là phải nói về cái size. Về size của chiếc đồng hồ này thì nó là một cái size rất là vintage, size 37mm. Nhưng vào năm 2008 thì size 37mm cũng là một cái size gọi là gần như là tiêu chuẩn của dòng dress watch. Và chiếc đồng hồ này là mình mua lại của một đơn vị sưu tầm, cho nên các bạn có thể thấy tình trạng của nó còn rất là đẹp. Đây là dây da zin của đồng hồ các bạn nhé. Dây da zin thì còn rất là tuyệt vời luôn, so với cái năm tuổi của nó 2008. Nên đây là một chiếc đồng hồ mà rất đáng để trong cái bộ sưu tầm của anh em. Mặc dù là size 37mm, nhưng các bạn có thể nhìn thấy cái cơ cấu càng của chiếc đồng hồ này, nó sử dụng cái càng gãy. Cái càng này là càng đặc trưng của những dòng vintage của Omega, càng rất là đẹp luôn. Và khi lên tay thì với cái càng này thì nó không hề bé một chút nào. Đó, anh em có thể thấy ở đây là tay mình là 18 khi mà lên tay chiếc 37mm này. Thì với anh em đeo vintage thì anh em biết là cái size 37 cũng là một cái size gọi là rất tuyệt vời để anh em đeo. Đó. Chiếc đồng hồ này thì có những cái đặc điểm như sau. Đầu tiên là về cái đáy sau. Thì như các bạn thấy, đáy sau thì nó sẽ có những cái chi tiết rất là đặc biệt. Đó. Các bạn có thể thấy ở đây là dòng chữ Limited Edition 52/88. Chúng ta có thể thấy ở đây là biểu tượng là Olympic Bắc Kinh là được engraving nổi ở trên cái bề mặt sau này. Đó. Và ở dưới này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái ngày là 09/08/2008. Đó, là ngày thứ hai. Đó, là cái ngày mà Olympic Bắc Kinh diễn ra. Như các bạn thấy là 09/08 này, 2008 này. Ở đây thì chúng ta sẽ có dòng chữ là Seamaster và Coaxial cũng như là COSC Chronometer. Và đây là một chiếc đồng hồ sử dụng vàng khối, cho nên là bốn cái cạnh lắc của chúng ta thì sẽ có đầy đủ và những cái chuyện vàng. Và ở đây thì chúng ta sẽ có số serial number của nó. Về cái mặt trước thì các bạn có thể thấy là nổi bật lên là cái kính sapphire dome, kính sapphire cong dạng glass box, nó được làm nổi hẳn lên so với bề mặt bezel của chúng ta. Và cái dáng của chiếc đồng hồ này rất là đẹp. Đó. Về cái mặt số thì nó sử dụng một cái mặt số vintage gợi nhớ đến cái mẫu 1956 như mình đã nói. Logo Omega là logo Omega vintage này. Chúng ta sẽ có dòng chữ Seamaster và một cái dòng chữ bằng La Mã là XXIX, tức là 19. Đó. 29, sorry các bạn, đây là cái Olympic thứ 29. Và ở phía ngoài này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có 12 cọc số, và cọc số nó được làm theo dạng cọc số kim cương. Đó, rất là đẹp.
cọc số nổi, kim cương vàng khối luôn. Toàn bộ kim và cọc số, những cái chi tiết này đều được làm bằng vàng khối cả. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm của Omega. Núm này cũng được thiết kế theo dạng vintage với hình lục giác. Đó, và núm này cũng rất là dễ để sử dụng. Toàn bộ phần thân của chiếc đồng hồ này được đánh bóng và được giữ gìn rất là mới, đẹp. Đây, anh em có thể thấy rất là rõ. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có bộ máy, đó là Omega 2403. Bộ máy này là một bộ máy automatic. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có là 27 chân kính, có tần số là 3.5 Hz, tương đương với 25.200. Và các bạn sẽ có thời gian tích cóp là khoảng 44 giờ. Theo như thông số kỹ thuật là 48 giờ, nhưng mà thực tế thì dùng thì có thể là tầm 44 giờ các bạn nhé. Thì với cái mẫu này thì nó là một mẫu máy đời mới, cho nên là nó sẽ có cái chuẩn chính xác là chronometer COSC, và với chuẩn chính xác là dưới 5 giây một ngày. Và các bạn sẽ có là cái bánh xe coaxial escapement, một cái đặc trưng của những bộ máy Omega. Đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có một cái khóa xiên bằng vàng khối với logo Omega, và phía dưới này thì chúng ta sẽ có đầy đủ 4 chuyện kim loại quý đó. Một chiếc đồng hồ như này thực sự là bây giờ là nó cũng còn rất là quý. Nó có cái số lượng giới hạn nhất định là chỉ có 88 chiếc với cái mã đuôi 009-009 này. Và chiếc của mình thì sẽ có số là 52. Và một điểm nữa là nó có thiết kế vintage nhưng nó lại sử dụng cái bộ máy đời mới. Đây là một trong những cái mà rất là hay mà anh em ngại chơi vintage do máy móc nó không được ok lắm. Anh em có thể chơi qua chiếc Omega Seamaster 29 này, Olympic Bắc Kinh này. Thì anh em chơi qua chiếc này sẽ rất là tuyệt vời. Chiếc này hiện tại thì bên mình đang có sẵn với mức giá khá hợp lý là 168 triệu. Thì anh em nào có nhu cầu về chiếc Omega Seamaster Olympic Bắc Kinh thì anh em có thể liên hệ iSet theo thông tin bên dưới video nhé. Đây là một chiếc đồng hồ rất đáng ở trong bộ sưu tầm của anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.